Tôi là Trần Văn Trâm, năm nay là 70 tuổi, là bộ đội về hưu, hiện nay là cựu chiến binh, sinh hoạt ở chi hội cựu chiến binh phường Đồng Nguyên. Bác bị mất ngủ cái đây bao nhiêu năm ạ? Và đợt đấy là nguyên nhân là vấn đề nào bác? Bác là mất ngủ khoảng trên 37 năm rồi. Cái gọi đấy. Thời kỳ chiến tranh chống Mỹ thì 15 năm chống Mỹ và 7 năm chống Tàu thì bác công tác sát biên. Thế cho nên là cái gian khổ nó cũng khá, cho nên là nó cũng sinh ra nhiều bệnh. Đấy. Thì nếu kể từ đầu rồi xuống thì cái rối loạn tiền đình, suy nhược thần kinh, đến cổ thì thoái hóa 3 đốt sống cổ, đến lưng thì thoái hóa 4 đốt sống lưng, thế rồi thì là về toàn thân thì viêm đa khớp dạng thấp, thế rồi loét dạ dày, viêm đại tràng mãn tính, và hai cái khớp đầu gối của bác là bị thoái hóa nặng, đi là nó lục khục khó khăn. Thế từ những cái bệnh đấy nên nó ảnh hưởng nhiều hơn đến cái mất ngủ, thì càng mất ngủ nhiều hơn. Thế thì bác là cứ thường thường là cứ một đêm chỉ ngủ được 2 tiếng hơn một chút, nhưng gọi là ngủ nhưng cũng cứ mơ màng chả là gì. Ngày thì chịu chết, nhiều lúc trưa muốn nằm, theo y học nói là trưa có nghỉ 15 phút là tốt, nhưng không thể nào ngủ được, chỉ có nằm tại chỗ thôi. Đấy, thì cũng rất là khó khăn, rất là các bệnh nhiều nó ảnh hưởng, đi điều trị nhiều, nên cuối cùng bác sĩ bảo là bây giờ các bệnh của bác là bác mới điều trị phần ngọn thôi, còn cái phần gốc của bác chưa tập trung. Gốc tức là bệnh mất ngủ. Gốc là mất ngủ. Bác sĩ người ta phân tích về khoa học, người ta bảo là do bác mất ngủ nên mới sinh ra suy nhược thần kinh, sinh ra là đau dạ dày, sinh ra rối loạn tiền đình và sinh ra cái đau khớp và cái bệnh đại tràng. Nói chung là cái nguyên nhân của các bệnh, nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân rất quan trọng là do mất ngủ. Thế cho nên bác nghiên cứu về theo ý kiến của các bác sĩ là bác thấy là ngày xưa các cụ có câu là ăn được ngủ được là tiên, đúng không? Thế cho nên là anh em chúng tôi mới nghĩ với nhau ở thôi, thế bây giờ mình muốn khỏe mạnh thì mình thành ông tiên đã. Ông tiên tức là đẹp thì không nói rồi, già không đẹp được nhưng mà là ngủ được là tiên mà đấy. Thế cho nên bác mới đi đúng cái hướng là điều trị mất ngủ. Thế nhưng mà những loại gì rồi ạ? Bác điều trị mất ngủ cũng khi về hưu cách đây cũng hơn 20 năm điều trị rồi. Trước thì không để ý vì các cháu nó bé phải lo nhiều công việc. Thì sau đó là đi điều trị thì cũng có ít thông tin, ngày nó ít thông tin lắm. Cho nên chủ yếu là đến bệnh viện khám bảo hiểm thì điều trị thuốc tây thôi. Thì nhiều thuốc nhưng bác chỉ nhớ hai loại Suzuxen. Thế, và cái Zotuda bằng cái củ bình vôi đấy, cũng là thuốc tây nhưng mà pha mấy cái đông y. Thế điều trị thì thực tế ra là nói về mặt hình thức thì là ngủ được. Ngủ được tối ngủ được khoảng 4 tiếng, trưa ngủ được nửa tiếng, nhưng mà gọi là ngủ thuốc thôi. Chứ cũng không phải là ngủ sinh lý. Cho nên sáng ngày ra là rất mỏi mệt, coi như là đi còn loạng choạng ấy. Thậm chí là còn hay cáu gắt là vì nó kích thích thần kinh thì không hiểu, lúc ấy bác không có trình độ về dược. Sau đi hỏi thì bác sĩ người ta bảo có thể là bác dùng thuốc ngủ là thuốc tây là nó như có tác dụng phụ. Mình mới nghĩ, sau đó mới một số thì đài báo người ta tuyên truyền thì bác mới chuyển sang đông y. Đông y bác còn uống thuốc đông y cắt chén ấy, là mấy trăm nghìn một chén. Cho bao lâu rồi bác? 400.000 một chén cũng có, đi vào cái một số hiệu thuốc lớn ấy. Sau bác cũng uống được 2 năm đông y nhưng cũng không chuyển biến gì mấy, coi như cũng không chuyển biến gì mấy, nó không hợp hay là thế nào đấy thì không hiểu. Thế sau đó đến cách đây độ đúng 3 năm. 3 năm ạ. 2013 thì bác mới đi ăn cỗ đầy tháng cháu của một ông bạn về hưu ở Hà Đông ấy. Ngày đấy gọi là thành phố Hà Đông, nhưng bây giờ thì nhập vào thành quận Hà Đông. Thì nó gặp tôi, nó ôm chầm, ôi tao tìm được cái may quá. Thế tìm cái gì đây? Trước tao như mày không bao giờ ngủ được, nhưng mà tao cháu nó công tác ở nước ngoài, nó giới thiệu ra uống cái body happy của Canada, gọi là cái sản phẩm.
Người ta uống được 3 tháng, giờ ta ngủ tuyệt vời rồi, gần thành tiên rồi. Mấy bạn bè đông lắm, vì đi ăn mừng cháu thì có cả cái bộ phận cựu chiến binh của anh em đồng ngũ với nhau mà. À, tức là bác ấy, từ qua bác ấy là bác ấy biết. Thế thì ngày xưa làm gì có internet với để truy cập cái gì. Có chăng nữa các bác ở quê cứ mãi làm về đông con vất vả, không có thời gian. Nghe ông bạn nói thế, tôi về tôi dùng. Thì dùng được chỉ 1 tháng thôi đã chuyển biến rồi. 4 viên một ngày. Chuyển biến là ngủ đêm đã được 3 tiếng rưỡi 4 tiếng rồi. Ban ngày thích ngủ lúc nào cũng có thể ngủ được nửa tiếng. Mà ngủ thoải mái đó, dậy là vô tư, mà có khi này đỡ cả cái bệnh suy nhược thần kinh. Mà cái tiền đình cũng biến mất luôn, dần dần biến mất luôn, không có chóng mặt nữa. Đấy. Thế rồi sau đó thì tôi tiếp tục uống. Tiếp tục uống thì đến 3 tháng thì coi như là thành ông tiên rồi. Là ăn được ngủ được. Và 3 tháng là ngủ 3 tháng, bao nhiêu giấc? 3 tháng, tháng là bao nhiêu buổi sáng, một tối là bác ngủ được 6 tiếng rồi. À vâng. Ban ngày ngủ 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Vâng. À, là thoải mái. Đây thì theo cái hướng dẫn thì bảo thôi uống từ 3 đến 6 tháng, bác bảo thôi cho nó ăn chắc. Vâng. Rồi sau uống tiếp 6 tháng. Sau tháng thì thành ông tiên thật chứ không tiên giả nữa. Coi ngủ từ 11 giờ bác lên giường thì cứ gọi là cứ mồi bác đến 11 rưỡi. Ừ. Ngủ đến 6 giờ sáng. Mà có cái đặc biệt là trước giờ bác không bao giờ dùng đồng hồ báo thức. Mà bây giờ là vì 6 giờ chúng đó, bạn bè hay chúng đó nó rủ đi tập thể dục, mình ngủ thêm nữa, bảo mày bố vợ nhiều quá. Bây giờ tôi phải báo thức mới dậy được cho đúng giờ để đi tập thể dục với anh em. Thế là từ ngày đấy là phải có chuông báo thức. Trước thì bằng đồng hồ, sau đó bằng chuông điện thoại. Một cái rất tuyệt vời. Sau 6 tháng là bác coi như thành ông tiên luôn, ra luôn là hôm ấy ra chơi với thằng bạn ở bên quận Hà Đông là liên hoan luôn. Là cái thành tích của mày là làm cho ta ngủ, thành ông tiên ngủ được. Nhưng có cái đặc biệt là đến khi ngủ được thì cái bệnh tiền đình của bác bây giờ là mấy năm nay là không tái phát nữa, coi như mất hẳn cái tiền đình. Thế còn thái huyết thống cổ thì không khỏi được nhưng nó cũng đỡ. Thế và nhất là cái dạ dày. Dạ dày trước là cứ 3 tháng phải đi điều trị một lần. Nhưng mà sau đó cái thần kinh nó ổn định, ngủ được, nó thành ông tiên rồi thì là người nó khỏe. Thì là cái không suy nghĩ nhiều, không căng thẳng nhiều. Dạ dày thì cũng coi ổn định. Coi đi hôm nọ tôi đi nội soi là coi khỏi cả lét. Rất ổn định. Cái dạ dày ổn định, nhất là cái suy nhược thần kinh và cái rối loạn tiền đình thì cơ bản là do cái mất ngủ mình khắc phục được thì các cái này cũng khắc phục tốt. Rất tốt. Trong khi đó thì bà xã tôi, tức là vợ tôi năm nay cũng 68 rồi. Thì cách đấy, tức là năm ấy tôi được lấy thuốc về thì bà bảo tôi bị khớp, tôi hay mất ngủ không. Thì tôi uống thêm, thì bà cũng uống, thì bây giờ cũng khắc phục được, tốt lắm. Hai vợ chồng là vui lắm, bao giờ tôi đem về, cứ đến thuốc về là bà cầm luôn một lọ. Tức là ở thời gian đầu là bác dùng, 6 tháng đầu tiên là bác dùng Boni Happy với lại liều 4 viên. Thế còn về sau cái là bác không dùng liều 4 viên nữa, là bác chỉ duy trì liều 2 viên hoặc thậm chí là có 1 viên một ngày thôi đúng không bác? 4 viên hết 6 tháng là thôi, rồi theo cái hướng dẫn là từ 3 đến 6 tháng mà. Thế sau đó thì thôi thì sau đó cứ thỉnh thoảng trong bệnh trong người nó tái phát thì cũng uống, nhưng hôm nào nhiều nhất chỉ 2 viên, sáng 1 viên, tối 1 viên. Thế nhưng mà bình thường là 1 viên. Thế bây giờ là vì cái Body HP này nó nhiều tác dụng lắm, không những là mất ngủ mà là còn hạ mỡ máu, còn ổn định huyết áp, còn tăng cường sức đề kháng, thế chống lão hóa nữa. Thế cho nên nó nhiều tác dụng, nên tôi cứ uống, ngủ được thì ngủ nhưng tôi vẫn cứ uống 1 viên tối. 1 viên buổi tối. Vâng, thế nhưng hôm nào mà tái phát các bệnh mãn tính khớp với các thứ thì phải 2 viên, viên sáng, viên tối. Nhưng mà không bao giờ phải dùng lên 4 viên nữa. Tuyệt vời. Thế như anh cứ bảo thôi, đúng mày thành ông tiên thật rồi. Thế thì có các cháu như thế.